Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Anna nè. Và mình là Anna đây. Và đến với chuyên mục Sống Xanh Sống Khỏe cùng Đồ Chay. Ở tuần trước thì Anna đã dẫn cho các bạn đến với VN với một không gian sang trọng. Và ngày hôm nay thì Anna sẽ dẫn các bạn đến nhà hàng Bông Súng với không gian vừa gần gũi lại ấm cúng. Và đồ ăn ở đây thì Anna nói được biết rất là nhiều thực khách yêu thích. Và mọi người hãy cùng Anna vào bên trong để thưởng thức đồ ăn tại nhà hàng Bông Súng nha. Của nhà hàng Bông Súng. Anna sẽ lật menu ra để cho mọi người xem nha. Menu thì có hình ảnh món ăn á, trông rất là chân thật và các bạn có thể dễ dàng lựa chọn món ăn hơn. Và có một cái vết ngăn thì để giá tiền cho mọi người biết và có đánh những con số phù hợp với, ví dụ như là đây là số 3 để cho mọi người có thể dễ dàng xem được giá của theo từng món ăn. Và đây cũng là một trong những cái sự tinh tế mà Anna rất là thích từ nhà hàng. Và Anna cũng đã gọi cho mình món ăn ở đây rồi. Bây giờ thì Anna và mọi người cùng nhau thưởng thức món ăn tại nhà hàng Bông Súng nha. Và món đầu tiên đó chính là món phở cuộn. Anna rất là thích ăn phở nhưng mà không phải là một cái tô phở nước đâu. Bây giờ có một cái cách mà ăn chay mà Anna thấy còn gần gũi hơn nữa, đó chính là phở cuốn. Ở bên trong này còn có nấm và rất là nhiều loại rau. Rau thì các bạn cũng biết rồi, như cái video Anna đã nói rất là nhiều, rau thì chúng ta sẽ có rất là nhiều chất xơ. Và ở cái vỏ bánh cuốn này sẽ có một ít tinh bột nữa. Chấm cùng với cái nước sốt đậu tương á, nó sẽ ngọt ngọt, ăn rất là ngon. Và đây là một cái sự lựa chọn món khai vị mà Anna rất là nghĩ các bạn đến đây nên thử. Và bây giờ thì Anna sẽ tiếp tục với món gỏi bắp chuối chiên. Anna sẽ chấm vào bên trong nước chấm ở đây. Ngoài ra thì Anna thấy ở đây còn có một ít rau răm nè và một ít xoài bằm. Cái bột bên ngoài thì khá là mỏng và ăn bắp chuối ở bên trong thì được giữ được cái độ mà thơm, cái kiểu hương thơm của bắp chuối, nhưng nghe cái mùi nó rất là lạ và rất là riêng. Và Anna cũng thích cái mùi này lắm luôn á. Anna dám một ít nước mắm. Đúng là Việt Nam mình á, tất cả mọi thứ, ví dụ như là cây chuối. Cây chuối này nó cũng là một cái loại cây mà có thể ăn được, ví dụ như lá thì các bạn có thể gói bánh được nè. Cái thân chuối mà nếu còn non thì cũng thể làm gỏi, và cả cái bắp chuối này cũng có thể chế biến được một món ăn luôn. Công dụng của bắp chuối đó là trị thiếu máu nè, cải thiện hệ tiêu hóa và đặc biệt là có công dụng để giảm cân nữa đó. Nên là vừa tốt cho sức khỏe như thế này mà còn ngon nữa thì Anna nghĩ là các bạn đều thích giống Anna đúng không nè. Bây giờ thì Anna sẽ bắt đầu thử món chính. Đây là món cơm trái thơm. Ở bên trên này thì Anna còn thấy có một ít hạt điều nữa. Trong nó có một cái màu vàng rất là đẹp.
cơm trái thơm này á, thì mình sẽ ăn cùng với nước tương. Anna sẽ chan một ít nước tương lên trên. Có một ít hạt điều ở trong này nữa nên nó rất là béo và thơm. Ở trong này còn có thịt của trái thơm nữa. Anna thấy còn có một số món ăn kèm khác nữa, nhưng mà trái thơm thì các bạn biết mình dinh dưỡng nó đúng là giàu vitamin và chất khoáng, nên là ăn trái thơm nó cũng rất là tốt cho sức khỏe. Và đây là món đậu hũ dồn khìa nước dừa. Wow, nhìn cái miếng đậu hũ trông rất là ngon, Anna sẽ thử nha. Bên trong này thì có một ít mộc nhĩ, ăn cảm giác nó giòn giòn rất là ngon. Mộc nhĩ còn gọi là nấm mèo á. Đậu hũ thì nó sẽ thay thế cho đạm của động vật, vì vậy khi mà mọi người ăn chay thì mọi người cũng không sợ bị thiếu chất đâu nha, vì nó đã có đạm của thực vật. Bếp được nêm nếm cái gia vị ở trong cái phần này á, phần đậu hũ này á, khá là vừa miệng. Nó không có bị thiên về nhiều cái vị mặn lắm, nên là khi mà Anna ăn cùng với cơm á thì đó rất là ngon. Có một ít nấm mèo ở trong này nữa, nhai nó kiểu sần sật sần sật nữa. Rất là nên thử khi đến với Bông Súng nha. Bây giờ thì Anna sẽ thử tiếp đến cái phần tàu hũ kia ngào chao. Anna sẽ chấm thêm một ít chao. Ăn chay thì các bạn đã biết quá quen với việc mà ăn chao rồi đúng không? Nhưng mà để có một ít biến tấu thì chúng ta có thể dùng tàu hũ kia để ngào chao. Và Anna cũng thử xem vị nó như thế nào nha. Đầu tiên á, dậy vô cái mùi của Anna thấy á, cái mùi chao rất là thơm. Và chao này cũng rất là béo, không bị mặn luôn. Ăn chao mà Anna sợ nhất là kiểu chao nó bị mặn á. Tàu hũ kia thì giòn. Anna sẽ cắn một miếng nữa. Đồ ăn hôm nay của Anna chọn á thì nó liên quan rất nhiều về máu huyết, nên là bạn nào mà đang quan tâm về máu huyết và tìm hiểu về thực phẩm á thì có thể tham khảo cái video ngày hôm nay của Anna nha. Khi mà Anna tìm hiểu về tàu hũ kia thì Anna cũng thấy tàu hũ kia có rất nhiều công dụng tốt. Ví dụ như là nó sẽ làm mềm mạch máu nè, và rất là tốt cho tim mạch. Đặc biệt là nó còn làm sạch mạch máu nữa. Nên là ăn tàu hũ kia vừa có một cái vị rất là lạ từ ván đậu nè, xong rồi nó sẽ còn tốt cho sức khỏe nữa. Là một trong những điều mà Anna rất thích, và cũng như lý do mà Anna chọn làm những cái video ăn chay như thế này. Ở đây hôm nay thì Anna chọn cho mình một cái ly nước la hán quả. La hán quả thì có thể nếu là bạn là người lần đầu tiên uống á thì sẽ nghe cái mùi nó hơi khó chịu một tí. Tuy nhiên cái hậu của la hán quả rất là ngọt, và la hán quả còn rất là tốt cho sức khỏe nữa. Và Anna có gọi cho mình một món canh rong biển ở đây nữa. Wow, Anna sẽ múc ra. Ở trong này á thì nó sẽ có đậu hũ nè, có nấm và rong biển. Wow, siêu nhiều rong biển luôn. Bây giờ thì Anna sẽ thử qua cái nước canh trước. Cái nước canh á thì nó rất là thơm, và cái mùi rong biển rất là đậm trong này luôn. Nhưng mà nó không, cái cảm giác nó làm cho mình cái cảm giác không bị khó chịu. Thật ra Anna cũng không có ăn được rong biển nhiều lắm đâu, nhưng mà khi mà thử cái nước canh rong biển này thì Anna cảm thấy nó cũng khá là dễ chịu. Ăn một ít tàu hũ. Cảm giác mà rong biển nó sần sật ở trong á, trong miệng rất là thích. Ở đây thì còn có nhiều loại nấm khác nữa. Nấm thì các bạn cũng biết rồi, ăn nấm thì nó sẽ ngừa ung thư nè.
Về rong biển á, thì công dụng của nó là ổn định lượng đường trong máu. Ngày trước á, chị của Anna khi mà mang thai á, thì chị bị tiểu đường thai kỳ. Và chị Anna cũng rất là thường xuyên hay sử dụng cái loại rong biển như thế này và nấu để ăn hàng ngày, là lượng đường nó sẽ giảm lại. Nếu như bạn nào muốn thử qua thì có thể xem cái gợi ý của Anna ngày hôm nay để đến đây để gọi món này thử nha. Đã vừa thưởng thức món ăn tại nhà hàng Bông Súng xong và Anna đang đi ra ngoài ban công của nhà hàng để thưởng thức cái không gian tại đây. Và bông súng cũng là một cái loại hoa gắn liền với quê của Anna và Anna cũng rất là thích. Và nhà hàng Bông Súng là một trong những nhà hàng mà Anna còn biết rất là nhiều thực khách thích đến đây. Ở bên trong thì có một cái không gian cũng không quá rộng, tuy nhiên Anna rất là thích vì nó có màu xanh ngọc bích nè, rồi những cái cửa được làm bằng gỗ. Và nếu như các bạn thích những món ăn mà hôm nay Anna review thì có thể tham khảo và đến đây thưởng thức món ăn tại nhà hàng Bông Súng nha. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay của Anna. Hãy nhớ like, share và subscribe cho channel Cooking. Và khung giờ phát sóng của Anna sẽ vào 20 giờ thứ 3 và thứ 6 hàng tuần. Và hãy nhớ follow Facebook và Instagram của Anna nữa nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.